Từ tháng 2 tới, anh sẽ dỡ bỏ tất cả các yêu cầu xét nghiệm đối với du khách hoàn thành đủ các mũi tiêm phòng COVID-19 khi nhập cảnh nước này, một động thái nhằm thúc đẩy kế hoạch mở cửa trở lại lĩnh vực du lịch. Anh sẽ công nhận thêm chứng nhận tiêm chủng từ 16 quốc gia, nâng tổng số được công nhận lên hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.